À, vâng, và em lại chào tất cả các bác. Và hôm nay tới với đồ dùng nông nghiệp của bên shop em, lại giới thiệu tới các bác những cái mẫu kéo, mẫu kìm cắt cành. À, đó là những cái dòng mẫu kìm kéo giá rẻ đấy mà bên em đã cung cấp ra thị trường rất chi là nhiều. Thì đối với những cái sản phẩm này rất chi là tốt mà rẻ nha các bác nhé. À, đây là cái mẫu kìm này, nó có mấy chục nghìn một cái thôi, 70.000 các bác ạ. À, còn đây là cái mẫu kìm cao cấp đây các bác này. À, đây là kìm top nhá. Đấy, cái loại này bằng hợp kim, cầm rất chi là nhẹ nhàng và chắc chắn. À, với cái mẫu kìm cắt được cành to này thì nó rơi vào hơn 200.000 các bạn. Là cái loại tốt nhất rồi đây. Các bác có thể dùng bền mãi. Mà những cái kéo này của bên em, kéo kìm của bên em nhé, nó đều có chế độ tự mài. Đấy, khi các bác cắt thì nó đã có cái những cái lưỡi mài ở đây hết rồi. Ở đây em sẽ thử cho các bác xem. Đây là cái mẫu kìm giá rẻ này, 70.000 các bác nhé. À, còn đây là cái mẫu ghép cây thì đối với cái sản phẩm này thì em cũng bán ở thị trường rất là nhiều rồi. Nếu mà các bác dùng mà còn chưa hiểu với các bác xem ở cái mặt dưới này đấy, rất chi là đơn giản, chỉ cần hướng dẫn qua một chút thôi là các bác có thể biết, đây là đủ cả một bộ các bác nhé. Còn đây là những cái khoanh vỏ thủ công này, cái này dùng tích cực luôn, giá có mấy chục nghìn. Còn đây là con dao chiết cây đấy, và những cái mẫu kìm, kìm táo đỏ, kìm cao cấp này các bác này, hơn 100.000 các bác nhá. Thì với những cái mẫu kìm kéo này các bác dùng trong cái vụ vải, vụ nhãn này các bác, rồi đi cắt tỉa, nói chung là lúc nào cũng cần thiết, rất chi là hữu ích. Còn đây là cái khoanh cành của bưởi mà các bác dùng rất chi là nhiều. Còn đây các bác này, đấy, 50.000 một cái như thế này. Thì đối với những cái sản phẩm như thế này thì bên em bán dụng cụ nông nghiệp. Có thể là các bác mua một những thứ gì thì em cho những cái kéo này em gửi cho các bác, nó đỡ cước rất chi là nhiều. Đấy, thậm chí những cái kéo này là các bác không mất cước, đi kèm những cái sản phẩm khác. Đây là mẫu táo đỏ nha các bác nhé. Đây, còn đây là mẫu mẫu này rất chi là tốt. Em chưa đọc được tên nó là mẫu gì. Đấy, nhưng mà những cái sản phẩm này em đều dùng qua hết rồi nhá. Thật sự là rất sắc. Đây các bác này. Đây, và đối với như những cái kìm ở giá rẻ này thì bên em bán này nó đều có lưỡi mài hết các bác ạ. Dùng nó có lưỡi mài hết, khi các bác cắt đây, cái phần đây nó đã chàm, đây nó đã mài sắc rồi. Em sẽ thử cắt cái kìm này cho các bác xem. Đối với cái cành bưởi như thế này các bác này, các bác đi tỉa bưởi nhá. Đấy, rất chi là sắc ngọt. Đấy các bác ơi, đối với những cái cành to hơn rất chi là đơn giản. Mà đây mẫu này giá rất chi là rẻ. Đấy, mẫu này là mẫu kìm Boise. Đây, đối với cái cành to đấy nhá, các bác nhìn cái cành to đây đây. Em lại bấm cái cành to nhất này cho các bác xem. Ôi, cái cành này nó khô, nó queo rồi. Cái cành này nó queo quá. Nhưng mà vẫn bấm được nha các bác nhá. Đấy, rất chi là tốt. Thế các bác mà quan tâm đến cái dòng kìm kéo của bên em, các bác ấn vào chuông và ấn vào đăng ký để mỗi lần em làm video các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất về những cái sản phẩm tốt của bên em nhé. Vâng, chào các bác.